Có thể một ngày Thiên sẽ bán được 2.000 ly, 3.000 ly trà tách. Có thể là một ngày Thi bán được 2.000 phần gỏi đu đủ. À, Thi đâm gỏi nha quý vị. Tại vì khi đâm gỏi thì mình để 5 trái ớt, 5 tép tỏi. Đây là đường. Vì sao mà Thi để đường nhiều? Vì để đường đâm được cái răng bột ngọt. Vì khi có cái nước mắm này nó mặn nha quý vị, cho nên mình phải để đường. Nhưng mà quý vị ăn không có ngọt, không mặn luôn. Nó vừa, vừa cái miệng ăn. Còn khi đâm gỏi á, thì Thi sẽ, cái này là đậu đũa. Đậu đũa là phải để sống nó mới giòn, nhưng mà nó không có đắng nha quý vị. Tại quý vị có cách pha chế mắm mà cho nên nó không có đắng. Cái này là cà chua. Đây là nước chanh ép bằng máy, nó ra sẵn cho nên Thi múc rất là dễ. Đây là nước mắm mà Thi pha chế trong đây là 4-5 món để cho cái mắm nó khẩu vị vừa miệng với Việt Nam. Ăn vô nó ngon lắm quý vị. Có thể chấm xoài cũng được, xào thịt, xào tương gì cũng được. Khi cắt đâm gỏi thì đâm nhẹ nhẹ vừa vừa như thế này, sụt vừa, sụt vừa, sụt vừa nha quý vị. Rồi cái đây là đu đủ, là một tiếng bào một lần thì có thể mình đâm. Quý vị thấy thấy em đâm không, em nói chuyện nó rất là dễ, tại vì em nói lên đây cái clip đó, nó nghe rõ, nghe dễ, và tại vì nói nhiều nhưng mà lên clip thì nó, quý vị nằm coi thì nó dễ, còn Thi nói chuyện đâm cực lắm đó, không phải dễ đâu quý vị. Quý vị kêu em đừng nói chuyện, nói chuyện giang nước miếng, tại vì lâu lâu mới nói thôi, chứ bình thường mà quý vị là nhà ăn đi không bao giờ Thi nói. Còn khi đâm gỏi á, đâm là nó nặng dữ lắm quý vị, tới mức độ này nó nặng rồi nè, là mình đâm chịu sức dữ lắm luôn, gồng sức, rồi khi mà cái bụng của mình nó sáu múi luôn quý vị, gồng quá cho nên nó hả, nó mất sức, cho nên quý vị không có hiểu em. Quý vị xem em là quý vị thương em mới đúng. Đâm thấy chưa, đó cái nghề, không có cái nghề nào mà sướng cực hơn của Thi hết trơn. Thi nói thiệt, Thi đố mọi người đi kiếm hết rồi quý vị mà lợi đâm thử đi, đố mà mọi người đâm được mà được 2 tiếng thôi, đừng có nói nhiều, đâm mà một cói gì là được 2 tiếng thôi, đâm lận cói có một cái, có một dĩa hả, không có nói được. Đây là Thi đâm được lần hả, 5 phần, ăn được 5 người đó quý vị. Cho nên quý vị thấy không, đâm rất là nhanh. Và cái cách đâm gỏi của em nhẹ nhàng lắm, tại vì em hiểu biết rồi, quý vị nhìn thấy sức lực của em nó rất là nhiều rồi đó. Chứ không phải mà lúc em làm mà em nói chuyện đâu nha quý vị, thông cảm. Nói chuyện là tại vì quý vị trên đây quay cho quý vị xem tí thôi, chứ em đâm gỏi không bao giờ em nói chuyện. Nè cái dĩa gỏi bây giờ là nó ngon hơn xưa rất là nhiều. Nè gỏi, dĩa gỏi nè. Đó, thấy chưa, là xong một cái dĩa gỏi xuất sắc. Nói chung ra là một cói là Thi ra được 5-6-7 người ăn đó. Vậy mới kịp, chứ mà bán đông quá mà ra mà ăn cói ăn dĩa, ăn cói ăn dĩa là rồi. Đố với vị mà lại ăn gỏi của Thi là 10 người là khen hết 7 người đó. Thi có chơi đâu, Thi nói thiệt, Thi bán được 3 năm nay rồi. Là quý vị biết rồi, nhiều người hả mới mở quán mà lại đi ăn, bây giờ ăn mày lại người ta khen bây giờ nhiều hơn. Ta khen bây giờ là Thi làm gỏi chuyên nghiệp hơn ngày xưa không gì. Chứ ngày xưa người ta không có khen. Ngày xưa chưa ngon, còn bây giờ ăn là ngon đó. Ok nha, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và quý vị đã yêu mến, hãy nhớ đăng ký kênh và xem những chương trình tiếp theo, hoặc là những có cái gì thú vị mà hay hơn thì Thi sẽ quay lại cho quý vị xem nha. Ví dụ mà có những cái chương trình gì mà mới hay hay, hoặc là quay quán mỗi ngày và cho quý vị theo dõi. Xin chân thành cảm ơn rất là nhiều. Và cảm ơn rất là nhiều. Khóc con nó khá phương phương nắng nó khá sống tâm thí sụt khổng Việt Nam tí thi nó khá. Khóc con nó khá. Xin chào quý vị nha. Hôm nay thì Thi muốn quay cho quý vị xem giống như là cái phong cảnh là nhà Thi. Thi đang làm một cái máy hiên tre ở đây này, qua hết cái con đường này để khi thắng mưa á quý vị, để quý vị ngồi ngoài này ngồi ăn nó thoải mái hơn và nó mát mẻ hơn nha. Thì nhà Thi chứa từ trong nhà ra tới ngoài đường đó. Còn thực đơn quý vị dễ lắm, quý vị xem ở trên những cái menu, menu rất là đẹp nha quý vị. Menu này là hình của Thi luôn, những món ăn. Thì quý vị nhìn ở trên dĩa gỏi có gì là trên trong nhà Thi có đó, tại vì những cái hình này là Thi chụp tự trên của Thi thôi. Thi sẽ ghép lên những cái menu. Còn những món ăn quý vị khỏi cần hỏi, quý vị thấy đông quá mà lâu quá quý vị cứ vô thẳng vô bưng ra ơn luôn cũng được nha quý vị. Có thể mình tự bưng cũng được, hoặc là có thể là mình ngồi tại chỗ, nếu mà nhân viên không kịp á quý vị có thể chạy vô trong mua nha. Còn cái quán của Thi có địa chỉ sẵn, quý vị nhìn trên địa chỉ là mình sẽ tìm được địa chỉ, à rất là dễ. Bưng dĩa gỏi đi. Rồi những món ăn thì ở nhà Thi nói chung ra là Thi rất là làm sạch sẽ cho quý vị nha, và an toàn. Vì nhà Thi nói chung ra là làm có ngăn có nắp. Đó, có thể trồng bông cho quý vị xem. Bông này bông thơm nha quý vị nha, thơm dữ lắm luôn. Đây là cây bông lài.
cái bông lài trắng, nhưng mà nó nghe cái mùi thơm lắm khi mà nó ra bông á, cho nên là quý vị ngồi mà ăn mắm mà hôi thì thử bông được. Lúc xưa là không có cây bông nha quý vị. Còn những menu thực đơn quý vị có thể nhìn ở trên bàn nè, thì nó có những món ăn ở trên bàn quý vị, dễ lắm, khỏi cần order đi kiếm menu gì hết trơn á. Trên bàn này là Thi để hình Thi rồi, món ăn của Thi luôn, không cần ai quảng cáo gì hết trơn quý vị, tự Thi quay tự Thi quảng cáo cho quý vị luôn. Nói chung ra dễ lắm, bây giờ hiện đại lắm quý vị ơi. Ngày xưa quý vị kiểu như là tại vì mới ra bán á, cho nên không có thời gian mà để sắp xếp, còn bây giờ là có thời gian sắp xếp nhiều rồi. Buổi chiều vui lắm nha quý vị, buổi chiều á thì quý vị có thể ngồi hết căn đường này luôn nè, con đường này luôn á, thì để bàn hết luôn đó, cho nên bây giờ dễ rồi quý vị ơi, ngồi ở đâu dễ lắm, không có giống như lúc xưa nữa. Lúc xưa á quý vị ơi, Thi chưa kinh nghiệm á cho nên là có thể hơi khó, còn bây giờ là dễ lắm. Sớm này bây giờ dễ lắm. Anh em sớm gì với nhau không à, cho nên bây giờ là từ từ người ta sẽ biết được cái cách làm việc của Thi, tại vì Thi làm việc đúng mà quý vị, Thi làm việc tốt, làm việc thì mình mới có làm có ăn, thì có làm mới có ăn, thì cho nên là chịu cực, cứ cực trước sướng sau, giống như lúc đầu Thi mới mở rất là cực, nhưng bây giờ là dễ rồi. Nói chung ra giờ dễ lắm, giờ nói chung ra là cuộc sống của Thi là vui, cứ là ngày nào mà Thi làm cho quý vị vui thì mọi người vui thì Thi vui đó, thì ngày nào mà quý vị còn thích Thi thì ngày đó là quý vị vẫn còn nụ cười, còn ngày nào mà quý vị hết thích Thi thì Thi sẽ im, không bao giờ nói nữa, là không có chuyện gì để xảy ra để cho quý vị vui nữa. Cho nên Thi cũng xin chân thành cảm ơn quý vị sẽ xem một cái căn quán, quay thẳng cái căn quán gì nè. Rồi ok, cảm ơn quý vị nhiều nha. Bây giờ Thi sẽ vô đâm gỏi. Về tới đầu làng, con chim sáo nhỏ hót vang rộn ràng. Qua nhịp thấy chai cái bưng ra liền hết chứ, không có chai là không bao giờ ra. Qua nhịp câu tre, qua mấy con đê, chỉ có bò viên không vậy? Qua mấy con đê thăm đường tỉnh quê, bao năm qua cách trở đường xa xuôi ngược bốn ba được. Là năm đầu tiên mà Thi kiếm được tiền nhiều nhất là cái cối này, là nguyên một năm luôn là Thi kiếm được 3 tỷ một cặp cối này nha. Cảm ơn em nha. Em gái, em gái chị dễ thương quá à. Lại đây nè, làm người mẫu kết với chị nè. Sáng bưng mâm bán ra, khá nụm đơ, khá nụm đơ, khá nụm bảo chưa đơ, xây hết thú nụ đó. Tao nói đi bưng bán vòng hết cái chả. Cứ bến xe ngừng là bắt đầu đi đơ, khá nụm đơ, mà đi dẻo, cái dạng dẻo mà, cái dạng dẻo mà mặc đồ đàn ông. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi, Sài Gòn so beautiful, Sài Gòn sủi má có con nắc hà. Hey, hey. Trời ơi, muốn gãy cái eo luôn á. Ngọc Trinh có cây đinh đó, Lý Nhà Kỳ có củ phai mì đó, gái Thái có đùm trứng giái, tôi nổi cái lúc đó luôn. Cả nhà thấy Thi đâm gọi hấp dẫn không? Thì cái cối này Thi cũng tím được cỡ 1 tỷ thôi mọi người. Công nhận trai đẹp ghê trời. Làm chồng em hay làm vợ anh ta đây? Thôi làm chồng em đi. Anh thấy em nhỏ xíu, em thấy anh nhỏ xíu, mới em không thương. À, bình thường ngày xưa là Thi bán một tháng đi sắm 2 cây vàng, bây giờ mà Thi buồn mấy tháng nay Thi không có dám vàng Thi đeo luôn, Thi buồn. Bây giờ Thi phải gắng cố gắng để làm chuyện vui cho quý vị, để cho quý vị lại ủng hộ Thi nhiệt tình, để Thi có tiền Thi sắm vàng nữa quý vị ơi. Hôm nay là nhà Thi rất là đông, và lúc 12 giờ là đã nghe cứng nhà luôn nha quý vị nha. Cho nên mấy hôm nay là cảm ơn quý vị cũng đón xem trên kênh YouTube của Thi. Mọi người rất là yêu mến Thi và mọi người giống như là yêu mến Thi cho Thi có một cái cách, là có một cái động lực mới năm 2021 này. Thi nhiều sức mạnh hơn và Thi gắng cố gắng nhiều hơn để phục vụ quý vị khán giả cho kịp thời, không cần quý vị đến ăn nhà Thi không cần sợ giống như là sắp hàng hay là cái gì nữa. Dù sắp hàng tới mức độ nào đi chăng nữa Thi cũng gắng cố gắng Thi vượt qua với chính mình. Thi trở lại sẽ lợi hại hơn xưa. Cảm ơn quý vị đã yêu mến Thi. Suốt thời gian vừa qua, Thi luôn yêu mến quý vị, luôn có những câu nói vui vẻ và luôn hòa đồng với mọi người. Nói chung ra bán ngày nào đủ ăn cũng bán, mà lời 500 ngàn cũng bán, mà lời 1 triệu cũng bán. Cho nên tại vì Thi không có thiếu nợ nhà hàng, nhà nước gì hết trơn, cho nên Thi rất là vui. Cho nên Thi lời ít Thi cũng bán, mà lời nhiều Thi cũng bán như quý vị nha. Vẫn duy trì cái quán này, tới chừng nào mà hết sức thì bán thôi. Bởi vì Thi nói là hết thời thì không hết, nhưng mà hết sức mới sợ. Cho nên là Thi không có sợ hết thời nha quý vị nha. Cảm ơn quý vị đã yêu mến Thi. Cha ao con bóng ôm bây mất cha khóc con nắc ha. Phương phượng nắng nó nắc ha. Mà đu video của Thi nắc ha. Khóc con nắc ha. Thank you so much. Mua.